Đi, đi. Mau lên. Dừng lại. Giấy tờ đâu? Cậu tới thăm bà con à? Đúng. Qua đi. Cảm ơn. Đi, đi đi. Mấy cậu tới đằng trước chờ tôi. Trưởng quan, cái này là cây đào hay là cây lê? Tôi hỏi anh, đây là cây đào hay là cây lê? Không phải cây đào, cũng không phải là cây lê, là củi thôi. Vậy thì khiêng về nhà giúp tôi. Tôi tự giới thiệu, tôi họ Mã. Hai người gọi tôi là Mã Ngũ được rồi. Mã Ngũ, Mã Ngũ, Mã Ngũ. Ở đây chờ tôi một chút, tôi ra ngoài có việc. Anh làm việc gì? Biết nhiều rồi, nguy hiểm. Tôi đi rồi sẽ về ngay. Đối chiếu ám hiệu mà cũng cút đi. Cả đoạn đường nói năng vô tri. Còn ra quai à? Tứ Nhi à? Cái gì? Phòng vệ sinh ở đâu? Cái anh này không trên thì dưới. Em có đi không? Không. Nhìn gì vậy? Đẹp đẽ gì đâu mà nhìn. Chỉ là mây thôi. Anh coi, đám mây này đẹp biết bao. Bọn Nhật đúng là đáng chết. Ngắm sắc mây là giả. Đang không yên tâm mà. Tặc cửu này khi nào mới khiến tôi đỡ lo đây chứ? Đúng là đẹp thiệt. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.
Quang nghinh, nhiệt liệt quang nghinh. Anh là Tần Tư Lệnh từ Nam Kinh tới à? Trời ơi, ngưỡng mộ đã lâu. Chuyện ở Túc Châu tôi được nghe như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt đúng là quá vinh hạnh. Vinh hạnh. Lần này tôi tới là để vạch trần một số người đang đeo mặt nạ, mà những người đó không biết chừng là bạn bè của anh, người anh em, thượng cấp hoặc là hạ cấp. Họ đều chết trước mặt của anh. Có gì đâu mà anh cảm thấy vinh hạnh. Thành Triệu Dương bây giờ rất nguy hiểm. Nói không chừng tới lúc nào đó anh sẽ lấy súng từ trong túi quần của mình nhắm thẳng vào đầu của tôi. Anh không sao chứ? Tần Tư Lệnh, mau dẹp hết qua. Đường xa mệt nhọc, mau lên xe đi. Mau. Súng. Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Mấy người muốn làm gì? Này, tránh ra, tránh ra. Tư lệnh, tôi xuống xem thử. Này, có chuyện gì? Tránh ra, tránh ra, tránh ra cho tôi. Mau, mau, quay xe. Mau. Tư lệnh, tư lệnh không sao chứ? An toàn rồi, mau lái, mau. Tới bộ tư lệnh tổng cộng có mấy con đường? Hai con đường. Dừng xe. Quay lại đường phủ. Tới quân cảnh Nhật của bộ tư lệnh. Mau lên. Dạ. Nghe quy danh của Chân Điền Trung tá đã lâu. Hôm nay may mắn có thể thoát nạn, cũng nhờ trung tá ra sức bảo vệ. Tại hạ nhất định không phụ hậu ái của hoàng quân, tìm ra nội gián, loại bỏ trộm cướp. Tôi đoán chắc hắn đang dò la chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn không biết rốt cuộc là hắn đang ẩn nấp ở chỗ nào. Nếu là ta thì làm sao ta vào được?
Tần Tư lệnh, để đảm bảo an toàn cho anh, tối nay anh ở lại đây ăn cơm. Còn nữa, tôi nghe nói anh có thói quen ăn khuya. Tốt nhất nên bỏ thói quen đó, không tốt cho sức khỏe. Ôi trời, mạng súc sinh này cũng cứng thiệt. Mã Ngũ nói tên này bị hen suyễn, cái này có độc chết hắn không? Sặc chết mất thôi. Lý Tử, cô làm cái này là cái gì? Có tác dụng gì không? Đó là aspirin, có thể làm giãn mạch máu nhanh. Nếu trộn một lượng lớn cùng với phấn hoa, sẽ khiến cho cơ bắp co cứng và ngạt thở tới chết. Miệng rộng mà. Hai cái đẹp hay là một cái đẹp? Mới tới còn chưa quen. Ngày đầu tiên đừng để xảy ra chuyện. Tối mai tới chỗ tốt hơn. Dạ được. Mì xong rồi. Để vào đi. Rau và mì của anh xong rồi. Rau để ở dưới. Đi. Anh đi nhanh như vậy làm cái gì chứ? Bờ vai này của anh đúng là vững chãi quá đi. Sốt ruột như vậy làm gì? Anh đi cùng em, chúng ta về nhà chơi đi. Không được, không được đâu. Không được. Chơi với em đi, đừng xấu hổ mà. Đừng xấu hổ. Cái này không được động vào. Không được động vào. Cái này không được. Không được động vào. Xin lỗi. Xin lỗi. Anh trai đó thật là đẹp trai. Đẹp trai quá đi.
Cậu có giấy thông hành không? Có. Đi. Đi thôi. Báo cáo. Vào đi. Bữa khuya của anh đã có. Còn thông tin về các sĩ quan nổi dậy thì sao? Tư lệnh, vẫn đang điều tra thông tin về các sĩ quan nổi dậy. Nhớ lấy, thà giết sai 1.000 chứ không được bỏ sót một người. So với lợi ích cho người cung cấp thông tin, giá của một viên đạn không đáng kể cho lắm. Dạ. Là một quân nhân, từ sáng tới tối phải luôn duy trì tác phong chỉnh tề. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Đứng lại. Chỉnh đốn tác phong lại ngay. Đi đi. Tư lệnh, mau, mau, tư lệnh, mau. Mau, tư lệnh, ráng lên một chút. Giới nghiêm toàn thành, tra xét từng nhà một. Dạ, hành động. Tập trung tìm kiếm khu dân cư và nhà nghỉ trong khu vực quân sự. Có cần cảnh giác với lực lượng phòng thủ trong thành phố không? Còn phải hỏi à? Đã rõ. Đi. Đợi đã. Mã phó quan,
Anh đi đóng cửa thành đi. Mau lên, mau lên. Mau lên. Mau. Mau lên. Mau. Mau lên. Anh Mã, tình hình sao rồi? Thành công rồi. Nhưng mà hai người họ vẫn chưa ra ngoài được. Cậu Du, tôi muốn bàn bạc với cậu. Chúng ta ra tay trước. Chân Điền phong tỏa toàn thành. Trong tay tôi còn có mấy viên sĩ quan. Thái độ của họ cũng rất nhập nhằng. Đi, chúng ta vào trong rồi nói. Không đi được rồi. Đi bên này, giới nghiêm rồi. Chắc không phải tìm chúng ta chứ. Không sao đâu. Làm sao mà nhanh như vậy? Anh Mã, anh mau về đi. Để muộn, bọn chúng sẽ nghi ngờ anh. Chờ thêm đi. Người chưa quay về, tôi không thể yên tâm được. Mau lên, mau lên. Mau lên. Lão gia. Lão gia, đừng hốt hoảng, từ từ nói. Bên ngoài đang có mấy tên lính Nhật. Có hỏi gì không? Họ nói kêu ông qua đó một chuyến. Xem ra hôm nay phải đi một chuyến thật rồi. Cậu Du, cậu ở đây chờ bọn họ. Tôi đi đối phó với bọn quỷ. Đi. Dạ. Anh Mã, chú ý an toàn. Cách 9:40 còn 2 tiếng. Tuyến đường rút lui không có vấn đề gì chứ? Hai phương án dự phòng có về được hay không thì phải xem vào bản thân của họ. Không được rồi, em mệt quá rồi, thật sự đi không nổi nữa. Em không phải, em đừng đạp lên nền đất lạnh. Em đạp chân anh, mau lên, đạp lên chân của anh. Lúc ở Nhật đã không thích mang kiểu giày này rồi. Ngón chân của em sắp đứt ra rồi. Miệng rộng không thấy chúng ta, chắc là rất sốt ruột. Sao số của em tốt quá vậy? Muốn giày thì có giày. Tới ngay rồi, đừng sốt ruột. Miệng rộng, miệng rộng. Thế nào rồi? Hai người đúng là lợi hại. Lúc nãy tôi tới chỗ hẹn tìm hai người, không tìm thấy. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nên chạy tới chỗ bệnh viện xem. Thì nghe thấy tiếng khóc ở trên lầu của bệnh viện. Sau đó một đống người thiên, một người chết, che vải trắng. Sau đó đi theo hướng nhà xác rồi. Là Tần Đạo sao? Tôi nghe nói là một viên quan lớn, vừa mới lên chức ở Triệu Dương, chết do dị ứng phấn qua. Cô ấy cũng dị ứng phấn qua à? Cậu mau đưa về cho cô ấy. Mau lên. Chờ một chút. Nếu người chết không phải là hắn thì sao? Chắc chắn phải. Mau đưa về cho cô ấy. Mau mau. Mang vào. Mau lên. Thế nào? Chiêu của em có lợi hại không? Mau lên. Xét. Xét. Đi mau đi mau. Xét. Có lẽ hắn vẫn còn chưa đi xa. Tôi cũng nghĩ như vậy. Suy nghĩ kỹ lại, xem có sơ sót nào không. Cơ bản là không có. Thế nào gọi là cơ bản không có? Ngoài nơi ở của người Nhật ra thì chúng ta đều xét hết rồi. Nhưng mà không cần lo ngại. Hành động đi. Đã rõ. Xuất phát.
Chạy thôi, đuổi theo. Đuổi theo. Không bị thương chứ? Không sao. Miệng rộng không sao chứ? Không sao. Không sao thì tốt. Không sao. Đi. Dưa ra tìm. Các người đi bên đó. Anh làm sao đây? Mau nghĩ cách. Em nói chuyện với anh đấy. Mau nghĩ cách đi, rốt cuộc phải làm sao? Đừng hét nữa, để tôi nghĩ cách. Miệng rộng, cậu hỏi cô gái đó, gần đây có bệnh viện nào của người Nhật không? Không phải chứ, anh là ai? Đã là lúc nào rồi, còn dám tới bệnh viện của người Nhật? Tứ Nhi bị thương, xuyên thủng phải mổ, phải tới bệnh viện của người Nhật. Mau hỏi đi, còn hỏi bây giờ đã, mau hỏi đi. Cảm ơn, tạm biệt. Y Đặng, chúng tôi, bạn bè, Y Đặng, tôi là Y Đặng. Lục xét. Lục xét. Y Đặng, bạn bè, Y Đặng, tôi là Y Đặng. Miệng rộng, đừng nói nữa, có người tới rồi. Chuyện gì vậy? Nghe lệnh của tôi, triệu tập toàn thể kiều bào tới quảng trường tập hợp. Dạ. Xin chú ý, sau khi nghe phát thanh, toàn thể cư dân kiều bào Nhật nhanh chóng tới quảng trường tập hợp. Xin cảm ơn. Cư dân kiều bào nghe thấy tiếng phát thanh, lập tức tới quảng trường tập hợp. Là cô ấy bị thương rồi, bị bắn thương rất nặng, phải phẫu thuật, có biết không? Phải tới bệnh viện làm phẫu thuật, phải mổ, có biết bệnh viện không? Bệnh viện của người Nhật biết không? Hỏi Tứ Nhi đi. Bệnh viện nói thế nào đi? Bệnh viện Nhật. Cái gì? Bệnh viện. Bệnh viện, bệnh viện của mấy người? Ở đâu có? Anh nói là bệnh viện sao? Ra khỏi cửa, quẹo phải tới cuối đường, rồi quẹo trái, cuối đường nữa, quẹo phải, vừa nhìn là thấy rồi. Cái gì? Cô biết nói tiếng Trung Quốc? Một chút thôi. Lúc nãy sao không nói? Thì tại anh luôn nói tiếng Nhật mà. Lắm lời. Miệng rộng, qua đây. Có ba việc chính. Chúng ta phải thay quần áo. Chuyện thứ hai, trả tiền thuê người, thuê xe để Tứ Nhi. Cổng cô ấy thì rất dễ bị phát hiện. Chuyện thứ ba, phải tìm một thứ có thể chứng minh Tứ Nhi là người Nhật. Có thể chứng minh cô ấy là người Nhật.
Vất vả rồi, xin cảm ơn. Báo cáo trung úy, ngoài gia đình tiểu Lục Nguyên ra, tất cả đều có mặt. Hành động. Bác sĩ nói thế nào? Cứu mạng đi, bác sĩ. Cứu mạng đi, bác sĩ. Cứu. Bác sĩ, cứu, bác sĩ, xin hãy cứu mạng, xin hãy cứu mạng. Im lặng, im lặng. Anh là người nào? Cái gì? Bác sĩ, xin hãy cứu mạng. Anh là người Trung Quốc à? Không phải. Tôi là... Ba tôi là người Cửu Châu, tôi là kết tinh của hữu nghị Trung Nhật. Được rồi. Chúng tôi chỉ chữa cho người Nhật. Cô ấy là người Nhật. Giấy tờ. Tôi hiểu rồi. Đây, không phải cái này. Giấy tờ là giấy tờ. Người Nhật. Cái này đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, cái này. Đây đây. Tiểu Lục Nguyên gia đại. Tiểu Lục Nguyên. Không sao chứ. Người Nhật, Tiểu Lục Nguyên. Bị súng bắn. Bị súng bắn. Đưa vào phòng phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Xin chào. Đi theo tôi. Alo. Nối máy quân cảnh. Tôi là bác sĩ, chủ trị ở Bệnh viện Nhật, Sa Mộc Vĩnh Hòa. Tôi vừa nhận được một bệnh nhân tự xưng là Tiểu Lục Nguyên Gia Đại. Súng bắn thương, nên làm sao? Bác sĩ, phải làm sao đây? Ngưng phẫu thuật. Chờ quân cảnh tới rồi nói. Dạ, ngưng phẫu thuật. Mau cứu người cho tôi mau lên. Có biết nói tiếng Trung không? Tôi biết. Qua đây. Nói với hắn. Mau cứu người cho tôi. Người này nếu có tổn thất gì, nhìn thấy chưa, dao này sẽ đâm vào. Cô nói với hắn, ở bệnh viện này có lựu đạn và địa lôi. Chúng tôi đã đặt xong hết. Nếu hắn không cứu chữa người, bệnh viện sẽ nổ tung. Tất cả sẽ chết hết. Nói cho hắn biết. Anh ta nói, nếu như ông không cứu chữa người, sẽ lập tức lấy dao đâm chết ông. Hơn nữa trong tòa nhà này đều gài lựu đạn và địa lôi ở xung quanh rồi. Nếu như ông không chịu cứu chữa, thì sẽ cho nổ tung ngay. Vậy tòa nhà này sẽ nổ tung. Tất cả chúng ta sẽ phải chết chung. Hắn quý gì? Để hiểu chưa? Ông đã nghe hiểu chưa? Cũng chỉ đành như vậy. Ông ấy đã đồng ý. Đồng ý rồi đúng không? Này này, rú ông ta trước.
Không có người. Không sao chứ? Đám người đó tới bệnh viện rồi. Bắt đầu phẫu thuật. Trung đoàn trưởng, cậu không sao chứ? Không sao. Vậy người đâu? Không đón được. Không đón được à? Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Dạ. Đi. Không biết hai đứa đó sau khi thành công có chạy thoát không. Kẹp cầm máu. Mau tra xét. Ông muốn chết có phải không? Mau lên đi. Cô mau dịch cho ông ta đi. Nửa câu trước dịch không? Không cần. Nói ông ấy không cần sốt ruột, từ từ mà làm. Anh ta nói không cần sốt ruột, từ từ mà làm. Cô lấy thuốc giảm đau cho ông ta đi. Lấy thuốc giảm đau cho ông ta. Dạ, dạ. Trưởng quan, bên trong lại. Tiểu Lục Nguyên gia đại.
Xin đứng lên. Dạ. Anh là người nào? Trưởng quan. Thật ra tôi là thương nhân. Thương nhân à? Ở đây không phải là nơi người Trung Quốc nên tới. Vậy sao? Tôi là người Nhật mà. Cô hỏi ông ta còn bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa? 2-3 phút nữa thôi. Ba tôi là người Mãn Châu, còn mẹ... Hoàn thành rồi. Ông ấy nói phẫu thuật đã xong. Đừng chạy lung tung. Toàn bộ ra ngoài. Trung tá. Đã lâu không gặp, người bạn cũ. Thả em gái tôi đi. Kỹ thuật của Đại Đế quốc Nhật Bản chúng tôi có giỏi không? Thả người. Chỉ cần thả em gái của anh à? Hắn không cần thả sao? Đừng nói là hai người, toàn bộ người ở đây, tôi có thể không cần. Tôi chỉ cần anh. Có được không? Đúng là tôi có ý này. Thả hắn đi. Miệng rộng. Mã miệng rộng. Đẩy em gái tôi đi. Đẩy em gái tôi đi. Đẩy đi giúp hắn. Làm sao vậy hả? Tạc cửu, anh đúng là một đại anh hùng. Từ ngày đầu tiên quen biết anh, tôi đã cảm thấy mình không theo kịp anh. Mãi cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay tôi không nghĩ như vậy nữa. Tại sao chứ? Bởi vì ông đây cũng được. Coi đi, coi cái dáng vẻ ra qua của cậu. Này này, bắn chết tôi. Bắn đi, có dám không? Ông đây đi, rồi sẽ nghĩ cách cứu anh về. Đuôi rồi à, đuôi rồi à. Mau giúp ông. Có thấy không? Khiêng đi. Miệng rộng. Gì hả? Hai người không sao thì nói tôi biết một tiếng. Nói vậy chẳng phải thừa lắm sao? Có cần anh phải nói không? Anh tưởng ông đây đi rồi không quay lại đúng không? Ông sẽ tự nghĩ cách. Trung tá, tôi đi giải quyết họ. Ai cũng không được đi theo em gái tôi. Ai dám đi theo thì tôi sẽ cùng những người ở đây ôm nhau chết chung. Anh tưởng tôi tới đây tay không à? Lựu đạn địa lôi đang chờ mấy người đấy. Đừng có làm chuyện nông nổi. Cậu coi cái người đó, chân run rẩy như vậy,
Hắn đi làm sao mà được? Không có giấy xuất thành tôi ký tên. Hắn ta có ra được không? Người bạn cũ, tôi cảm thấy anh ta nói có lý. Tôi mặc kệ. Tôi chờ tin tốt. Nếu anh dám giết chết em gái của tôi, anh có biết hậu quả gì không? Đi đi. Báo cáo Trung Quý, đi chưa bao xa đã gặp tiếp diện, chắc chắn là Bác Lộ. Tôi còn bị bắn, thấy đông đen đều là người của họ. Alo, tiếng Trung. Alo, được. Ai là tặc cửu? Tôi. Họ nói đâu ổn, kêu báo lại cho anh biết. Là nam hay là nữ? Nam. Ngạt thở gần chết. Không được để cho ai tiếp cận. Trung Quý, vậy còn Trương Tam? Giải tới nhà tù. Giải đi ngay à? Đi ngay. Dạ, giải hắn đi. Dạ. Anh Mã, tình hình sao rồi? Rất tệ. Người nam thì bị bắt, người nữ thì trốn trong mật thất. Cậu Du à, tôi nói cậu biết, tôi cũng bị bắn một phát, mới ra nông nổi như vậy. Lão Mã, anh có thể nghĩ cách giúp tặc chủ được không? Chuyện của bọn Nhật, chúng ta không chen vào được. Muốn thoát khỏi nguy hiểm, anh ấy phải tự nhờ vào bản thân. Chú
Trung quý, hắn luôn chứng minh hắn tồn tại. Các người lại không tìm thấy hắn. Tại sao? Tôi chỉ muốn biết, đánh chết hắn khó tới như vậy à? Chuyện này, cậu chuyên nghiệp lắm mà, không phải sao? Trung Điền, Chân Điền Minh, Cương Kỳ. Này, có biết tôi là ai không? Tôi là Chân Điền Nghị. Anh biết không? Tôi đã đuổi theo anh suốt 1 năm 3 tháng. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh là vào mùa đông. Bây giờ bên ngoài đã xuân tới, hoa nở. 3.000 cây, 3.000 cây trọn vẹn, cuối cùng đã thành cá nằm trên thớt. Tôi rất chán. Tại sao? Anh buồn ngủ lắm à? Tại sao chứ? Các anh có phải người không? Các anh bắt tôi thức mấy ngày rồi, tôi buồn ngủ không được à? Nghe tôi nói, nói gì? Ý gì chứ? Dọa tôi à? Được, cho uống miếng nước cũng được. Tôi nói xong sẽ cho anh. Chắc 3 tháng nữa Mãn Châu Quốc lên nhậm chức, tôi có thể trở về nước làm một giảng viên ở trường Đại học Đế quốc của Tokyo, được coi sách mình thích. Anh về đi dậy đi. Nghe anh nói tôi mệt quá. Hoặc là anh để tôi ngủ, hoặc là anh xử chết tôi. Được không? Anh trói tôi như vậy, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi sai rồi. Này, này, ngủ đi. Này, báo cáo thiếu quý độ biên, mai đưa đi thị chúng rồi xử bắn.
Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Trung sĩ, chuẩn bị xong hết rồi. Đọc đi. Bà con nghe cho rõ. Thư phán quyết: tội phạm Trương Tam lên núi làm cướp, qua lại với cướp, gây ra nhiều tổn thất và quấy nhiễu cho chính sách thân dân của đế quốc hoàng quân Nhật Bản, phá nhà cướp của, giết người phóng quả, giết quan quân của đế quốc. Cậu coi đi, đây là bộ tư lệnh quân Nhật Triều Dương, xe tù chở anh cụ. Ở đây, 2 tiếng lại thay ca, nghĩ cách vào ban đêm, nắp dưới gầm xe, đợi tới pháp trường. Không, 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 anh chờ một chút. Ai núp? Thì cậu. Tôi à? Đúng. Sao? Sao lại là tôi? Người anh em, chỉ có cậu là đủ bản lĩnh. Không phải, anh coi. Nơi này toàn là quân Nhật. Mấy người đó đâu phải ở không rảnh rỗi. Qua đó chết là cái chắc. Không được, không được, không được đâu. Kế hoạch này của anh có vấn đề. Không được, để tôi nghĩ coi. Tặc cửu là anh cậu có phải không? Anh cậu vì cậu mới rơi vào tay giặc. Được rồi, anh đừng nói nữa. Anh ấy vì cứu Lý Nhàn Thục, hơn nữa cũng nhờ tôi cứu cô ấy từ bệnh viện ra. Với lại tôi đâu có nói là tôi không đi. Thật sự tôi cảm thấy kế hoạch này có vấn đề. Anh nghĩ tôi mà đi rồi không cứu được anh, tôi còn bị giặc bắt được. Tôi nói cho anh biết, không phải là tôi hèn, mà là kế hoạch này thật sự không ổn. Thật sự không ổn chút nào hết. Tôi nhìn cậu là biết. Cậu đúng là tên cướp nhát gan, chỉ làm chuyện bắt gà trộm chó. Vừa gặp chuyện lớn, cậu liền sợ ngay. Tạc cửu, có anh em như cậu, đúng là bị đuôi rồi. Anh tưởng tôi sợ không dám đi thật à? Giết quan quân đế quốc, làm hại dân đế quốc, là kẻ cầm đầu ở Đông Bắc. Vào năm thứ tư, Chiêu Hòa dấn thân làm cướp, gây ra vô số tội, hiếp đáp dân lành, tàn sát dân thường. Năm 11 Chiêu Hòa giết hại 72 người ở thôn Trương, khiến cho quân ta trong nhiệm vụ ứng cứu thôn Trương khó chồng thêm khó. Kẻ này tính tình gian ác, không nên để sống trên đời. Tội trạng gây ra không có bút nào, không có mực nào có thể miêu tả xiết. Cho nên hôm nay phán quyết tử hình, lập tức chấp hành, lôi ra xử đi. Đứng lên. Miệng động, sao lại dừng lại? Ông đây kiếp trước nợ anh. Anh đúng là sao chổi, mau chạy vào rừng đi. Còn anh, tôi chạy xe nhanh hơn mà. Được, được, chạy đi. Gặp ở đâu? Bãi đá trắng, được.
Mấy thằng ranh bắn ông lỗ chỗ như vậy. Thằng nào bắn, để ông quay về tìm mày. Bên kia. Du phó quan, đừng nói với Tứ Nhi chuyện miệng rộng đã chết. Này, gặp ở đâu? Bãi đá trắng. Được. Sao anh không đi dành cơm? Lính mới à? Tôi nói cho anh biết, đã ra xã hội, đánh lớn đánh nhỏ, lo ngủ trước đi. Cơm ít cơm nhiều, ăn no trước đã. Làm lính, ăn cơm là phải dành. Anh biết ít quá đấy. Đi với tôi đi. Kêu đại ca. Sau này tôi sẽ hết mình vì anh. Anh kêu làm gì tôi sẽ làm nấy. Anh, đại ca, sau này tôi sẽ xông pha với anh. Nhìn thấy chưa? Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tổ quốc chúng ta như ánh mặt trời, soi sáng đất nước khắp mọi nơi. Sao mỗi lần đi liều mạng anh đều kêu tôi theo vậy? Anh đúng là đại anh hùng. Từ ngày đầu tiên quen anh, tôi đã cảm thấy cho dù có chạy cũng không bằng anh. Mãi cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay tôi không nghĩ như vậy. Tại sao? Tại vì, tại vì ông đây cũng làm được. Đồng chí Lý Tứ, bác sĩ nói ống dẫn 2 ngày nữa phải rút ra. Cô ráng chịu đau một chút. Miệng rộng đã về chưa? Về rồi. Cô nói coi, Trương Tam đã lên pháp trường rồi, còn có thể chạy thoát. Đúng là danh bất hư truyền. Anh ấy được tính nhẫn nại. Đã làm chuyện gì thì đều cố gắng hết mình. Có như vậy mới theo kịp tình hình chiến loạn. Còn không, anh ta cũng là người hiền hậu. Không phải, sao vậy? Anh thấy anh ta hiền hậu ở chỗ nào? Không phải, tôi nói sai rồi à? Trong trí nhớ của tôi, anh ta không đánh người ta thì cũng bị người ta đánh. Nếu anh ta hiền hậu, người hiền hậu thì... Anh
Anh à. Gì vậy? Anh qua đi. Làm gì? Qua đi. Làm gì vậy? Nhịn mấy ngày rồi, chịu hết nổi rồi, muốn được giải tỏa. Giải tỏa là ý gì? Đi vệ sinh. Đại tiện hay tiểu tiện? Tiểu. Giờ quá. Em coi được chưa? Đúng chỗ chưa? Đúng rồi. Xong rồi. Này, cậu làm gì vậy? Mau ra ngoài đi. Em gái của tôi và em rể lúc ở nhà cậu ta có quan hệ tốt không? Cái gì em gái rồi em rể nữa? Họ không có duyên, không có quan hệ gì. Họ không phải là người cùng chí hướng. Không cùng chí hướng thật sao? Không phải vừa nhìn là biết à? Cậu với cô ấy có cùng chí hướng không? Coi kìa, bụng dạ của anh. Tôi và Lý Tứ không nói nhiều cùng nhau. Tôi chỉ coi ống dẫn cho cổ thôi. Chỉ coi ống dẫn thôi à? Sao lại nói chuyện tôi hiền hậu hay không? Chuyện này mà cổ đâu có nói anh không hiền hậu, đúng không? Tử Nhi, được chưa? Sao lâu quá vậy? Phải đấy, làm gì mà lâu vậy? Tử Nhi, ai da Tử Nhi, sao em lại khóc? Em mau nói cho anh biết đi. Em không tiểu được. Sao lại không tiểu được? Em không ráng được. Không ráng được à? Em cứ ráng là đau. Đừng khóc. Để anh phụ cho nào. Nào đừng nói nữa. Nhẹ thôi. Đau quá. Từ từ. Đau. Để vậy cũng đau à? Tử Nhi, em coi như anh chết rồi. Không có ở đây. Đừng nghĩ chuyện khác. Tử Nhi à, em ráng lên. Tử Nhi, lúc nãy ở trong phòng, em với thằng ăn bám họ Du kia nói xấu anh có phải không? Đâu có nói gì. Có nói anh không hiền không? Em nói đấy thì sao? Có nói anh xấu xa không? Em nói đấy thì sao? Anh xấu cũng đâu bằng Quách Văn Chí. Đừng có nhắc tới Quách Văn Chí. Anh nhắc tới hắn là em cáo với anh đấy. Em bệnh ra như vậy, anh còn nhắc tới hắn làm gì? Anh cũng muốn nhắc đấy. Anh muốn chết à? Em muốn đánh anh sao? Anh ráp tâm có phải không? Không nhờ hắn, anh được sống tới ngày hôm nay sao? Xém chút nữa anh đã bị hành chết ở Trấn Thanh Khê. Bị hành chết rồi thì làm gì còn gặp lại em? Không gặp lại em, không được gặp Tề Du Duyên, cũng không được gặp Tiểu Thần, cũng không được gặp đội trưởng, không được gặp em. Không được gặp em thì em nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào? Anh rất khó chịu. Xong rồi đừng nói nữa. Đem đi. Trời đất ơi, Mệt muốn chết luôn. Nhắc tới Quách Văn Chí đúng là có hiệu quả. Quách Văn Chí, cút. Tôi càng ngày càng khâm phục hắn. Vậy mới là cao thủ. Giấu trời vượt biển, vũ hổ ly sơn, thừa cơ đánh úp.
Nguyên vụ liên hoàn kế. Hèn chi em út của tôi mới bại trận với tay của hắn. Thuộc hạ bất tài. Nếu như đã đấu không lại thì tạm thời không đấu nữa. Trung quý à, Trương Trạch, tôi hỏi cậu, giết hắn là nhiệm vụ của cậu à? Không phải. Vậy nhiệm vụ của cậu là gì? Giữ Triệu Dương. Bây giờ Triệu Dương binh lực căng thẳng, biến thành kẻ điếc người đuôi. Cậu nghĩ chúng ta còn giữ được không? Trung quý, tôi nguyện tử chiến. Tôi còn chưa muốn chết. Huống hồ chúng ta vốn không được chết. Anh khoan mừng vội, em vẫn chưa nói hết. Xin phu nhân cứ chỉ dạy. Du phó quan có vấn đề. Có vấn đề gì chứ? Anh ấy là đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản. Hồng mà, em đùa hơi quá rồi. Cậu ta rõ ràng là người làm của nhà chúng ta. Hồng à, không có chuyện đó đâu. Không thể nào. Cậu ta làm sao là đảng Cộng sản được chứ? Chuyện này em cũng không muốn tin. Nhưng mà để em cho anh coi chứng cứ. Được rồi, em nói chứng cứ. Chứng cứ gì? Ở trong tay của anh. Vì Triệu Dương bị mất liên lạc, làm sao mà anh ta biết? Anh ta đã liên lạc với quân Nhật à? Chuyện này, quân Nhật nếu biết được anh ta có máy phát thì sẽ không bị mất liên lạc. Vậy bí mật này ai nói cho anh ta biết? Là anh? Là em? Hay là... Bác lộ. Không phải người của mình. Là ai tiết lộ bí mật này? Không phải mấy chuyện đó của hắn. Làm sao mà em biết? Bức thư mà ba kêu anh đưa cho em, anh nhớ không? Thư đâu? Bị cướp rồi. Ai cướp? Không biết. Lúc đó làm anh hết hồn, không biết gì cả. Chê anh ra tay quá mạnh. Ai vậy? Hắn à? Ngu vậy? Cậu à? Là cậu. Ngu. Anh à, anh nghe không hiểu tiếng người à? Em nói đi. Không cướp thì làm sao mà coi được? Không coi được thì làm sao biết Quách Văn Chí muốn hại chết anh? Còn không cảm ơn người ta. Cậu hù tôi là muốn cứu tôi à? Vậy là em đã biết chuyện của cậu ta. Sao em không nói sớm cho anh biết chứ? Tại sao phải nói cho anh biết? Đâu cần thiết. Em nói anh biết để anh chuẩn bị tâm lý. Nên làm gì thì anh tự mà lo liệu.
Chuyện nên giấu và không nên giấu, hai người đều biết hết. Coi như tôi đã bại lộ hoàn toàn. Lấy gì, chuyện gì nữa, nói đi. Tiểu Hồng. Tiểu Hồng sao? Tôi qua mắt được thiếu gia, nhưng mà không qua mắt được Tiểu Hồng. Cậu không qua mắt được Tiểu Hồng là đúng. Cô ta lanh quá trời, ranh ma đấy. Cả ba chúng ta còn không lại một mình cô ta. Đối tượng đó mà cậu đòi giấu cái gì? Tứ Nhi à, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh sai rồi. Đau đấy, nằm yên. Nằm yên đi, đừng nói nữa. Đau đấy, anh nói sai rồi. Đau đấy. Không phải chứ, cậu sao vậy? Người ta đã biết chuyện của cậu thì cậu mau về đi. Em coi, cậu ta trầm ngâm kìa. Tại sao vậy? Em nói đi. Anh đừng lải nhải nữa. Anh đừng có đó mà lải nhải nữa. Anh mau nghĩ cách làm sao ra khỏi thành đi. Ra thành? Ra thành nào? Ở đây chờ chết à? Nhưng mà ở đây tốt mà. Đâu có ai biết chúng ta đang ở đây. An toàn, yên tĩnh. Chờ vết thương lành rồi, hẳn đi. Tứ Nhi à, tối nay em muốn ăn gì? Để anh nấu cho em. Em muốn ăn thịt viên, bánh bao dưa cải, hay là bún thịt ba chỉ? Cảm ơn. Em cảm ơn cái gì chứ? Giữa Trương Tam Lý Tứ còn nói cảm ơn à? Khách sáo quá đi. Muốn ăn gì? Em muốn tát cho anh một cái cho chết luôn cho rồi. Anh nấu cua cho em đi. Nấu gì? Em muốn ăn cua. Cái gì? Là cua. Có 8 chân, bò ngang. Quân Nhật rất thích ăn. Ở biển? Tôi còn chưa ra biển lần nào. Làm sao mà tôi biết? Bò ngang chứ gì? Cua. 8 chân. Quân Nhật thích ăn nhất. Quân Nhật chứ gì? Bò ngang, 8 chân, ở biển. Quân Nhật thích ăn nhất. Được rồi, anh đi tìm cua cho em. Ở đâu ra vậy? Ngoài biển. Ở đây làm gì có biển? Sao không? Anh vừa ra cửa đã thấy một đám mây. Anh liền nhảy lên. Rồi sau đó anh kêu nó chở anh ra biển. Nó liền chở anh ra biển. Ra tới biển thì anh liền nhảy xuống một cái. Nhảy xuống xong anh coi không có ai. Anh liền hét mấy đứa 8 chân tập hợp. Mấy anh này liền bơi tới để anh vớt đã đời luôn. Nói gì vậy, anh cửu, anh lại nữa rồi. Vớt một lúc, anh thấy trễ rồi. Rồi anh đưa nó về, để mà chào em nè. Anh đừng có giỡn nữa. Anh nói thật đi, anh lấy ở đâu ra? Khu Nhật Kiều đấy. Anh qua đây. Qua đây. Anh muốn chết à? Lỡ bị bắt thì phải làm sao? Em chỉ nói như vậy là anh chạy đi tìm liền à? Đừng có nổi giận, chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ gì chứ? Em không thích ăn bạch tuộc. Cái gì bạch tuộc? Em không thích ăn bạch tuộc. Con này không phải bạch tuộc. Nó tên là cái gì vậy? Lúc nãy Quân Nhật nói cái gì anh quên rồi. Cái gì mà bên cạnh con coi con cua? Đúng, cua. Vậy con này không phải con cua à? Có phải không? Phải. Thấy chưa? Cua. Đúng rồi. Đúng là ý này. Lúc nãy em... Tứ Nhi à, lúc nãy em nói bạch tuộc. Em thích. Nói với anh để anh tìm cho em. Bây giờ đi. Nói xem, nó ra sao? 8 tua. Sống ở biển. Bơi. Trơn tuộc. Người Nhật cũng rất thích ăn. Sao giống nhau vậy? Bơi, trơn tuộc. Được rồi, anh nhớ rồi. Để anh kiếm cho em. Quay lại. Em gạt anh thôi.
Anh nhìn là biết mà. Được rồi, đừng kiếm nữa. Anh cởi bộ đồ ra đi, nhìn khó chịu quá. Anh phải tới khu Nhật Kiều để tìm đồ cho em. Không mặc đồ này thì làm sao vào được? Em làm gì bực bội? Làm lớn chuyện quá vậy. Em tên là Lý Nhiều Chuyện. Em là Lý Nhiều Chuyện sao? Để anh đi làm cua cho em. Hai người đó không về có phải không? Tốt nhất là họ đừng xuất hiện. Cả đời này tôi nói cho anh biết, tôi sợ nhất là nhìn thấy cảnh Lý Tứ bị thương. Cô ấy sẽ khỏi thôi. Được rồi, đừng nóng vội. Du phó quan mật báo Quách lão tứ để cậu ấy và quân Nhật trao đổi tài sản trong thành, thông báo chúng ta cắt hàng. Tốt, tốt, tốt. Làm giống như hát kịch vậy. Vậy bây giờ anh tính sao? Đợi chờ cơ hội, nuốt luôn trọn ổ. Sông núi rộng lớn. Đúng là Trung Quốc rất rộng. Không, là rộng lớn sông núi. Ông Chân Điền, nơi này từng là một ngôi chùa. Dân chúng ở đây năm nào cũng tới cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cậu Du à, hôm nay cậu tới gặp tôi không phải để nói chuyện quốc thái dân an chứ? Mời ngồi. Thật ngại quá, ông Chân Điền. Tôi ngồi chỗ đó không quen. Tôi sẽ ngồi ở đây. À phải, hợp đồng tôi đem tới, ông coi qua đi. Tôi muốn biết cậu đại diện cho ai tới ký hợp đồng. Đương nhiên là đại diện cho đoàn trưởng Quách. Mà tôi cảm thấy chuyện này không quan trọng. Quan trọng là ông coi thử hợp đồng này có gì bất thường hay là không. Không có. Vậy thì chúng ta mau ký đi. Xin mời. Ông Chân Điền à, không phải ông muốn đổi ý đó chứ? Rất xin lỗi.
Tôi chỉ ký với trung đoàn trưởng Quách. Tôi là đại diện toàn quyền của trung đoàn trưởng. Tôi biết, nhưng mà cậu không phải là anh ấy. Muốn tài sản thì kêu anh ấy tới đích thân ký. Ông Chân Điền à, tôi nghĩ điều kiện này của ông không thực tế cho lắm. Tại sao lại không? Bây giờ các ông đang đánh nhau với Bác Lộ. Ông kêu trung đoàn trưởng làm sao mà vào thành? Anh ấy có thể vào. Tôi và anh Quách đang giao dịch trận địa. Bất ngờ lắm sao? Không có, trung đoàn trưởng tới được là chuyện tốt. Đương nhiên là để cho anh ấy ký. Vậy tôi không làm phiền nữa. Sao vậy? Tôi có nói cho cậu đi à? Giao mấy phát ra, giao nợ hai người kia thì cậu có thể tiếp tục sống. Mấy phát gì chứ? Cậu đừng sỉ nhục trí thông minh của đế quốc. Nếu không có máy phát thì sao cậu có thể liên hệ được với ông Quách? Lẽ nào cậu có cánh à? Em gái, em làm sao vậy? Người dơ giấy quá. Dơ quá rồi. Em muốn làm gì? Em muốn tắm. Chờ em khỏe hơn rồi hẳn tắm. Không được. Bây giờ em muốn tắm. Chào quý khách. Chào chị. Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ đón khách nam thôi. Tôi bị thương, đã hơn 3 tháng rồi không tắm, trên người rất hôi. Phiền chị tìm giùm tôi một phòng riêng. Tôi sẽ làm nhanh thôi. Tôi xin lỗi, chỗ chúng tôi không thể đón khách nữ. Ở đây toàn là khách nam, thật sự không được. Rất xin lỗi, thành thật xin lỗi. Hay là đợi họ đi hết rồi, tôi lại vào có được không? Nhưng mà không có phòng phù hợp. Cô ấy không cho nữ vào. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Sao rồi, hắn đã khai chưa? Chưa. Nhưng mà tiếp tục tra tấn chắc là sợ hắn không chịu nổi.
Coi bộ hắn cứng đầu hơn chúng ta nghĩ. Muốn tìm được hai người kia thì phải dựa vào bản thân thôi. Lại lục soát toàn thành à? Không còn thời gian nữa. Bây giờ chỉ có thể tới vài chỗ trọng điểm. Có khi nào hắn trốn ở khu phòng thủ Trung Quốc không? Khả năng này không lớn, vì Quách Văn Chí cũng đang tìm hắn. Mã Ngũ. Cái gì? Tên Mã Ngũ biến mất đó. Nhà Mã Ngũ. Tôi nghĩ không có đâu. Đối với hắn mà nói, nơi đó bây giờ quá nguy hiểm. Cậu phải biết, đôi lúc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đi. Nhìn cái gì? Quay mặt đi. Em gái. Tứ Nhi, đừng để nước dính vào vết thương. Từ từ mà ngâm, đừng có vội. Anh à, em không giới được ra sau lưng. Phải làm sao đây? Nhưng mà anh cũng đâu có vào được. Cô qua đây. Dạ. Này. Dạ. Báo cáo, bình thường. Vẫn còn hơi ấm. Lục soát. Quan quân lục soát. Các người vào bằng cách nào? Bọn họ đi rồi. Một nam, một nữ. Nghỉ. 1, 2, 3. Nghiêm. Mau lên. Qua bên đó. Tình huống thế nào?
tình hình sao rồi? Quân Nhật đã lục soát nhà của lão Mã. Vậy chúng ta ra tay đi. Không được, phải chờ lệnh của cấp trên. Bọn Nhật đã đề phòng rồi, chúng ta nên cẩn thận mọi chuyện thì hơn. Người liên hệ với lão Mã là một nam một nữ, có phải không? Chuyện này là lão Mã tự liên hệ. Ông ta không nói, tôi cũng không hỏi. Nhanh lên! 1, 2, 1, 2. Nghiêm! Sếp! Sếp nói gì? Tôi nghe không hiểu. Này, chuyện gì vậy? Cho vào đi. Mau lên. Thái quân, đã xảy ra chuyện gì? Cô đánh hắn ra nông nỗi này có phải không? Cô lại. Gỗ đào hay là gỗ lê? Cái gì? Đây là gỗ đào hay là gỗ lê? Là gì? Đây là gỗ đào hay là gỗ lê? Nói cái gì? Cái gì? Cái gì gỗ đào gỗ lê? Thái quân, để tôi hỏi cho. Đây đều là người của tôi. Những gì cô vừa nói, từ từ nói cho rõ. Đây là gỗ đào hay là gỗ lê? Không phải gỗ đào, cũng không phải gỗ lê. Đây là lửa. Vậy tôi nói tiếp được không? Nói đi. Quân Nhật này không biết tiếng Trung Quốc. Mã Ngũ bị lộ rồi. Chúng tôi theo anh ấy hoàn thành nhiệm vụ, dẫn dắt các anh hành động. Bây giờ phải đi. Quân Nhật tới cùng cô, có đáng tin không? Đáng tin. Nhưng bây giờ đâu phải là thời cơ. Các người vừa nói cái gì? Tôi đang nói. Đứng yên, đứng yên. Người của mình. Bây giờ thời cơ chín muồi rồi. Đi.